Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rai Bắc Tây Nguyên. Thì như mọi người đã biết thì giả hạt ở Kon Tum thì phân bố ở khá là nhiều vùng rừng, thì trong đó tập trung chủ yếu ở các khu vực rừng chính, ví dụ như là Gia Ly nè, Chư Mo Rai, Đắc Côi và Đắc Lây. Thì ngoài ra còn có một số cái tiểu vùng khác nữa, ví dụ như là Đắc Bờ Ne hoặc là Đắc Long, Ngọc Hồi. Đó, thì hầu hết thì những năm qua thì các bác anh chị thì cũng đã sưu tầm được gần hết đủ các vùng miền của Kon Tum rồi. Thì tuy nhiên có một cái khu vực rừng mà em nghĩ là chắc chắn là rất ít là các bác anh chị có thể sưu tầm được giả hạt của vùng đó. Và cái vùng mà em đang nói tới đây chính là vùng giả hạt Tumorong thuộc tỉnh Kon Tum nha mọi người. Và cái giả hạt Tumorong của Kon Tum thì hiện nay thì chắc đã bị khai thác chắc cũng cạn kiệt rồi. Thì trong rừng em nghĩ là cũng may mắn lắm thì cầm được một vài mầm thôi. Và hôm nay thì bà con đi rừng Tumorong về may mắn trúng được 6 cái giả hạt đây. Và em sẽ quay cho mọi người xem nhé. Và hôm nay thì chỉ có đúng 6 giả thôi. Thì dành cho các bác anh chị nào may mắn mà chốt thật nhanh nhé. Và em cũng sẽ quay kỹ cho mọi người xem để cho mọi người thấy được cái giả hạt vùng Tumorong nó đẳng cấp so với những cái vùng khác như thế nào nhé mọi người. Đó. Rồi, và giá của giả hạt Tumorong thì cũng không rẻ nha mọi người. Đó, và phải gọi đây là những cái giả hạt cực phẩm của rừng Kon Tum luôn. Rồi, thì hôm nay thì em có tổng cộng 6 giả, giá dao động từ 500 ngàn nè, 600 nè, có những giả lớn hơn là 3 triệu, 7 triệu và giả đẳng cấp nhất là 2,5 triệu. Đó, thì em sẽ quay lần lượt từng giả và báo giá cho mọi người luôn. Rồi, thì có tổng cộng 6 giờ nha. Các bác anh chị nào xác định muốn sưu tầm giả hạt Tumorong thì phải chốt thật nhanh nha. Chứ em nghĩ là chắc hết chắc cũng nhanh lắm đó. Rồi, đầu tiên là em quay cho mọi người xem cái giả số 1. Đây, đây là cái mặt trên của lá nha mọi người. Lá rất là dày, cứng cáp đó. Mặt lá tròn và phía sau nè đó, lá hầu như là tím đậm hết luôn. Đó. Về nói chung cây nó càng lớn thì cái độ tím nó càng giãn ra nha mọi người. Nên là em nghĩ cái dê đây lúc nhỏ là một cái con kiếm cực kỳ tím luôn. Rồi, và độ dài cái dê này cũng không có lớn đâu mọi người. Độ dài tầm 10cm thôi. Đó. Rồi, còn dê Tumorong số 1 giá 500 ngàn. Tiếp theo là em sang cái dê Tumorong số 2. Dê này thì độ dài tầm cỡ 16cm. Đó, lá nè, lá tròn rất là dài, mặt lá chấm tím rất là nhiều. Cái giả hạt Tumorong thường hay ra mấy cái mặt hoa hồng bệt nhiều lắm nha mọi người. Đó, bởi vì mọi người nhìn xem cái thân lá của nó rất là nhiều tím. Rồi, giờ số 2 là giá 600 nha mọi người. Độ dài đây 17cm. Đây, 15-16cm nè. Đó, tầm 15-16cm. Thân tím từ đầu cuối nè, đốt ngắn nè. Đó. Rồi, tiếp theo là em sang về số 3. Về Tumorong số 3. Đây, độ dài tầm 13-14cm. Cũng đốt ngắn luôn. Lá đây, lá chấm tím nha. Mặt trên của lá cũng chấm tím rất nhiều nè. Rồi, về Tumorong số 3 giá 600. Tiếp theo là sang cái loại lớn thì đầu tiên là cái dê số 14 nha mọi người. Đó, dê này thì độ dài tầm 30cm. Và lá nè mọi người xem nè. Đầu tiên là chúng ta tính cái thân nha. Thân là cái đốt siêu ngắn luôn. Đó. Và lá xếp búp nè. Xếp tức là xếp nó búp 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 lại lên ốp vào phía trong thân á. Và cái mặt lá nè mọi người xem mặt lá nè. Tím dã man không? Đó. Cái dòng Tumorong thường cái đặc điểm nó là cái thân rất là tím, thân lá rất là tím nha mọi người. Đó. Tím nè, lá nhìn nè, tím dã man không. Rồi, đây là dề thứ tư nè. Dề này có thân tơ 1, 2, 3, 4 cái thân tơ. Thì đây là nó trải qua trong rừng 5 phải, đây thêm một cái thân tơ nữa là 5, 6 đó. Cái dê này trải qua trong rừng 5 tới 7 thứ 8 rồi nha mọi người, chứ không phải là ít đâu. Nguyên mạng bốc rừng nè. Trong hàng đợt này về quá đẹp luôn, về phát là em phải quay lên cho mọi người cùng ngắm liền.
Rồi, sang về số 5. Siêu phẩm đầu tiên nhé mọi người. Mọi người nhìn thấy choáng ngợp chứ cái vẻ đẹp của nó không? Thân da nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thân da, 7 thân da. Đây là bước qua năm thứ 8 rồi. Nhìn cái mặt trên của lá đó thôi, nhìn cũng đủ ghim rồi nhé mọi người. Lá nhựa nè, lá tím nè. Mặt sau đây. Sau thì vẻ xanh hơn, còn thân thì tím thành từng mảng luôn. Cái này riêng cái dòng Tumarong cũng đủ quý rồi. Nhưng mà về những cái đặc điểm thân lá này thì rất khả năng là sẽ dễ cho ra hồng bệt nhé mọi người. Đó. Cái lá cái độ tím rất là nhiều và cái thân nè, thân tím thành từng mảng luôn. Đốt siêu ngắn, thân già đỏ âu luôn nè. Rồi, về số 5 này độ dài tầm 30-31cm, giá 1,7 triệu. Rồi, và cái dê VIP nhất ngày hôm nay là dê số 6, giá 2,5 triệu nha mọi người. Đây, trước hết là em quay cái mặt sau của nó nè. Đây là một cái dòng lá kiểu giống như là lá mít vậy mọi người. Nhưng mà mít nhỏ nha, mít con nha. À, mọi người có thể nhìn thấy cái lá nó tròn, xếp đều không? Đốt siêu ngắn luôn nha, đốt cực ngắn luôn. Đó, và thân nè, mọi người xem thân nó tím thành từng mảng đây nè. Dã man không? Rồi, đây, mặt sau của lá đây. Kinh khủng chưa? Chung là bà con đi rừng về được cái lô Tumarong này em nhìn cũng thấy choáng ngợp chứ cái vẻ đẹp của nó luôn rồi. Bán xong, công nhận bán xong lô này chắc cũng tiếc dữ lắm. Lá nè, mọi người thấy lá. Lá tím chấm nè. Kinh khủng nha. Wow. Rồi, đối với những cái dê giá trị cao này thì chuyển khoản các bác mua vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. À, đó, khách mua lần đầu vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Em chỉ ship code cho khách của em thôi. Lá như tròn tròn, tròn nhỏ nhỏ, tròn xếp như là lá mít nha mọi người. Rồi, độ dài để em đo độ dài nha. Độ dài chắc cũng tầm 60cm nha mọi người. Đây nè. Đây, đó, tầm 60cm. Siêu phẩm, không có gì để chê cả. Thân da nè, nguyên mạng bóc rừng nè. Rồi, thì 1, 2, 3, 4, 5, 6 dê VIP này thì các bác anh chị nào mua thì chốt thật sớm nhé. Xin cảm ơn mọi người ạ. Và chúc mọi người nhanh tay sưu tầm được dê giả hạt Tumarong về làm giống nhé. Một trong số những cái loại giả hạt đẳng cấp nhất ở khu vực rừng Kon Tum, nói riêng cũng như là khu vực rừng Tây Nguyên nói chung nhé mọi người. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo ạ.